Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài tập 1-2 nha, 1-2 của cái phần bài số 2. Nói chung là những cái bài này nó rất là dễ chứ không có khó các em, tại vì cái dạng của nó thì có bao nhiêu đó thôi. Chúng ta chỉ cần hiểu được, chúng ta tìm được tất cả giá trị của trong công thức đó, ví dụ n n này, rồi gì n m này, rồi c này, rồi UM này, đó, rồi UM cộng 1 là chúng ta sẽ thế được vào để chúng ta đi tính Q1, Q2 hoặc Q3, tất cả nó đều có công thức hết rồi, nên nó rất là dễ. Đấy. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 3 và số 4 cho các em. Ok, ta sẽ đi sang bài số 3 các em nhé. Ở đây người ta hỏi đây, kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hệ sản xuất thu được kết quả như sau. Điện lượng nè, số viên pin nè, rồi coi thử n ta bằng bao nhiêu em. N số viên pin là ở đây là 10 cộng 20 cộng 35 cộng 15 và cộng cho 5, 30 này, 5 đây là 40, 70, 85 đúng không? N người ta 8, người ta kiểm tra 85 viên pin ấy. Ở đây người ta yêu cầu cái mệt hãy ước lượng số trung bình, nghĩa là ở đây người ta tính, ở đây tính x trung bình này, mod mod nghĩa là m0, tứ phân vị nghĩa là ở đây người ta tính q1, q2 và q3, rất là dễ luôn. Công thức đã có hết rồi, x trung bình có, m0 có và q1, q2 có, q3 có. Như vậy để tính được x trung bình và m0 thì chúng ta phải đi tính cái giá trị đại diện của nó đi, em hiểu không? Như vậy thì giá trị đại diện ở đây thầy sẽ làm ở chỗ đây luôn nha. Giá trị đại diện này thầy sẽ tính nhanh rồi thầy ghi ở phía dưới này cái số luôn nha. Nghĩa là để tính giá trị đại diện thì chúng ta cộng hai đó là chia 2 thôi. Ở đây chúng ta có 0,1, 0, mấy? 0,9 cộng 0,95 đúng không? Bằng chia 2, 0,925. Như vậy giá trị đại diện của nó đây sẽ là 0,925 này. Tiếp tục tương tự như vậy, ở đây chúng ta có 0,95 cộng cho 1 sẽ bằng chia cho 2 đây, 0,975. Đó, tương tự như vậy, ở đây các em sẽ lấy 1 cộng 1,05 bằng chia 2, 1,025. Các em hiểu không? Đáng lẽ thầy kỳ bản nhưng mà thầy tận dụng ở trong đây thì thầy chủ yếu giảng để các em hiểu thôi. Tại sao ra những số liệu như vậy? Ở đây 1,05 cộng cho 1,1, 1,075. Tương tự như vậy, ở đây người ta sẽ lấy 1,1 cộng cho 1,15 chia 2, 1,125. Được chưa? Ta đã hiểu cách tìm giá trị đại diện. Tại vì để mà đi tính giá trị trung bình thì bắt buộc chúng ta phải đi tính cái giá trị đại diện trước. À, bây giờ để tính giá trị trung bình, trung bình này, như vậy x trung bình chúng ta ở đây, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy giá trị đại diện, chúng ta sẽ nhân cho 10 đây, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ lấy 0,925, chúng ta sẽ nhân ở đây cho 10 cộng cho 0,975 nhân cho 20 cộng cho 1,025, ở đây em nhân cho 35 cộng ở đây cho 1,075 nhân đây cho 15 và ở đây chúng ta cộng cho 1,125 nhân ở đây cho 5. Và tất cả ở đây chúng ta sẽ chia cho n này, cộng đó chính là 85 viên pin, 85 ở đây. Như vậy đây chúng ta kết quả tính ra bằng là 1,02 mA em nha. Bây giờ chúng ta đi tìm mod m0. Ha. Được. Để tính m0 á thì chúng ta sẽ xem từ cái nhóm nào là cao nhất. Đây, cái nhóm này này, 35 này. 35 là cao nhất. NM. Như vậy M0 theo cái công thức của chúng ta, chúng ta nhớ nè, ở đây chúng ta có UM cộng ở đây NM trừ cho NM trừ 1 chia ở đây cho NM, NM trừ cho NM trừ 1 cộng cho NM
trừ cho n m cộng 1 và nhân ở đây cho gì? Nhân ở đây cho gì các em? Um cộng 1 trừ cho um. Thì bây giờ thầy xác định các giá trị ở trên công thức này để chúng ta nhớ nè. Cái 35 này nè, cái 35 này đó chính là nm của chúng ta là bằng 35 này. Được không? Nm trừ 1 đây, phía bên đây là sẽ là trừ 1 và phía bên đây sẽ là cộng 1 tương ứng. Như vậy trừ 1 thì chúng ta sẽ lấy giá trị này và cộng 1 thì chúng ta lấy giá trị này. Như vậy nm trừ 1 thì chúng ta sẽ lấy về giá trị bên trái này, là chính là 20 này, cái tần số của nó đấy. Còn nm cộng 1 thì chúng ta lấy về phía bên phải, cái tần số của nó chính là 15. Rồi om ở đây chúng ta sẽ lấy cái này này, đó chính là 1,0. Còn om cộng 1 thì chúng ta lấy phía bên đây, đó chính là 1,05. Sau đó các em sẽ thế tất cả những số liệu này vào trong công thức này lại xong. Thầy đã chỉ hết rồi, đúng không? Có hết rồi thì ok. Được nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái tứ phân vị nha. Tứ phân vị thì bây giờ chúng ta phải đi tính cái Q2 trước, cái trung vị trước. Như vậy thì bây giờ 10 ở đây, nghĩa là ở đây là x mấy? X1 cho tới x10 đúng không? Ở đây 85, chúng ta chia 2 đây nè. 85 chia 2 thì bằng 42,5, nghĩa là lẻ. Lẻ thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái số đó chính là x43. Như vậy cái Q2 của chúng ta đây chính là bằng x43 này nha. Thì bây giờ nè, đây x1 tới x10 thì thằng này sẽ x11 ở đây tới 20, thì chứng tỏ 20 cộng 10 là tới x30 đúng không? Các em hiểu chưa? Còn 10 cộng 20 cộng 35 đây tới 65 thì chứng tỏ đây sẽ là x31 tới x60 mấy? x65 đúng không? Cộng cho 15 đây nữa là thành tới 80, nghĩa là ở đây x66 cho tới x80. Còn lại cái này là x81 cho tới x85. Như vậy Q2 của chúng ta nó nằm vào ở đây là x43. Tại sao thầy biết x43? Tại vì ở đây chúng ta lấy 85. Đây, 85 kem chia 2 thì bằng 42,5, 42,5 ta làm tròn thành 43. Như vậy Q2 nó là lẻ mà, ta lấy một giá trị lành chính giữa là x43 thôi. Như vậy x43 nó rơi vào ở cái chỗ này, cái nhóm này. Đây. X43 thuộc cái nhóm này các em. Rồi. Hai thằng này chúng ta hiểu rồi đúng không? Rồi nha. Bây giờ tới x43. Cái Q2 của chúng ta ấy là bằng x43. Thì nó thuộc vào trong cái nhóm này đó chính là 1,0 cho tới 1,05. Bây giờ thầy xác định các giá trị tương ứng ở trên cái nhóm này để chúng ta đi tính nha. Như vậy trên đây chúng ta có này, n chúng ta luôn luôn là bằng 85 này, nm là cái tần số của nó ở đây chính là 35 này, đúng không? 35. Rồi tiếp tục gì nữa các em? C thì chúng ta sẽ lấy hai này cộng lại, lấy 10 cộng 20 này là bằng 30. Để coi C thế cho trong công thức em. Còn UM là đây là bằng 1,0. UM cộng 1 thì đây là bằng 1,05. Sau đó chúng ta sẽ tính thế vào công thức tính Q2. Cái Q2 chúng ta sẽ bằng là UM cộng N chia 2 trừ C chia cho ở đây cho NM. Và nhân ở đây cho gì? UM cộng 1 trừ cho UM. Rồi, coi như xong Q2. Hiểu không? Đó, vậy đó. Thì cái việc thế nhưng mà bấm máy tính thì ai làm cho được? Có đúng không? Hiểu chưa? Rồi, bây giờ tiếp này, tới Q1 và Q3 này, chúng ta hình dung như này. Từ 1, ở đây là 40 mấy, 43. Rồi, đây là 85 đúng không? Thì 43 này nằm chính giữa đây thì chỗ này sẽ là 42 và chỗ này sẽ là 44. Như vậy từ 142 và từ 44 tới 85 thì nó nằm chính giữa này, đây chính là quy mấy? Đây chính là Q1. Q1 ở đây là số chẵn thì chứng tỏ ở đây sẽ bằng 1/2, nhân ở đây lấy 42 chia 2 thì sẽ bằng là bao nhiêu? Kem. Hả? Đó chính là bằng 21 và bằng 22 đúng không? Bằng 21 cộng cho 22. Còn cái thằng này đó chính là cái Q3.
Q3 cũng sẽ bằng 1/2 nhân của bao nhiêu? Bao nhiêu em? Của x60 mấy? X64 cộng cho x60 65. Đúng không? Ở đây chúng ta thấy là từ 44 tới 85. Không? Sau đó thì chia đôi ra. Thì bây giờ nó rơi vào này, x21 22. 21 22 rơi vào nhóm này. Đây. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, x21 với x22 thì nó rơi thuộc vào trong cái nhóm đó chính là 0,95 với lại 1. Thì trên cái nhóm này chúng ta sẽ xác định được những cái gì, những yếu tố gì. N của ta đây vẫn bằng 85 này. NM của ta ở đây đó chính là tần số của nó, đó chính là 20 này, đó chính là 20. C của chúng ta đó chính là mấy? Đây, lấy đây chính là C này, phía bên trái của nó đó chính là 10. Sau đó UM của ta là bằng 0,95. Còn UM cộng 1 là bằng 1. 1,0 á. Sau đó chúng ta sẽ thế vào công thức ra. Q1 sẽ bằng là gì? UM cộng cho N chia cho mấy? Chia 4 trừ C chia NM. Nhân ở đây cho UM cộng 1 trừ cho UM. Xong. Chúng ta lấy tất cả số liệu để kèm thế ở chỗ này. Là ra được Q1. Bây giờ Q3. Q3 nghĩa là x64 với lại x65 thì nó thuộc vào nhóm nào này? 64, 65 thuộc vào nhóm này. Đấy. Ở đây 6 mấy? 64, 65 thuộc vào nhóm này chứ. Đây các em. Thuộc vào nhóm này. Hiểu không? Như vậy thì ở đây là 1. 1 cho tới ở đây là 1,05. Thì trên đây chúng ta cũng sẽ xác định được những gì. N ở đây bằng 85. NM cũng ta đây chính là cái tần số của nó, chính là đây là 35. 35 này. C chúng ta cũng chính là bằng 30 đúng không em? C là bằng 10 cộng 20 á, là bằng 30. UM sẽ bằng 1. Còn UM cộng 1 sẽ bằng là 1,05. Sau đó các em thế thì trong công thức này ta có Q3 sẽ bằng là UM cộng ở đây là 3/4 N này trừ C chia cho NM, nhân ở đây cho gì? UM cộng 1 trừ cho UM. Thế cần cái đó. Những cái bài này thì thầy đã làm xong hết rồi, nhưng em chỉ việc thế thôi là xong. Q2 này. Ok chưa? Như này là quá tuyệt vời vậy nè, quá kỹ vậy nè các em. Q1 cũng như là Q3. Rồi, còn chi tiết nè. Thầy giảng xong xuôi hết rồi thầy đưa chi tiết sau nha. Đây. Được chưa nào? Rồi đây, Q2, Q1, Q3. Ở trên đây thì, tại vì ở đây thầy đã tóm tắt rồi những dữ kiện là nó có N, N, M, C, U, M với U, M cộng 1 rồi. Ví dụ Q2 thì thầy chỉ việc thế cho trong đây luôn thôi nha. Trong quá trình xem thì chắc chắn ta sẽ hiểu tại sao là có những số liệu đó để chúng ta thế, là thầy đã giảng ở đây rồi. Ta chỉ việc thế ở đây thôi. Thực chất ở đây là thầy đã làm mà thế trực tiếp ở đây luôn và đã có kết quả. Còn ở đây thầy đã giảng này, đó, Q2 đó. Thấy không? Q1 này. Còn bây giờ là Q3 này. Đó, thầy chia ngăn ngăn ra như vậy để chúng ta thấy rất là dễ hiểu luôn. Còn khi đó thầy đã thế trực tiếp vào trong đây luôn. Rồi xong. Quá kỹ luôn em ha. Tới 14 phút, 15 phút một bài. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 4 em nha. Ok. Ta đi sang là câu số 4 em. Ở đây người ta hỏi gì đây? Em thấy một bài mà nó rất là dài luôn. Tại mà thầy nói với em làm một cách đầy đủ mà thầy không in sẵn là thầy nói với em phải 20 phút giảng cực kỳ kỹ luôn. Chúng ta đã biết cách phương pháp để xác định các cái giá trị các đại lượng N, N, M, C, U, M, U, M cộng 1 ở đâu là chúng ta đã biết hết rồi. Nên là thầy nói với em là ban đầu, tại vì những cái dạng này á, thực chất giáo viên, bản chất giáo viên môn toán dạy hồi giờ cái phần này rất là mới nha, rất là mới. Tại vì chương trình cũ không có,
Cái này là chương trình mới, em hiểu không? Chương trình mới nên cứ bình tĩnh ha. Thầy cô làm như nào đó mà chúng ta nắm bắt được, xác định được các đại lượng và thế và công thức là ok. Bài số 4 nha. Cân nặng của một số lượng con mới sinh thuộc hai giống A và B được cho ở biểu đồ dưới đây. Đây em. Cân nặng số lượng con này, đây nhóm này, theo nhóm này em này. Ở đây là giống A là màu xanh. Còn cái giống màu cam này đó chính là giống B. Hãy so sánh cân nặng lượng con mới giống A và giống B theo số trung bình và trung vị. Thì bây giờ chúng ta bắt buộc phải lập ra. Em hiểu không? Thì ở đây chúng ta phải đi tìm giá trị đại diện thì chúng ta mới tìm ra được cái tính ra được cái trung bình được của giống A và giống B. Em hiểu không? Để đi tính giá trị đại diện của thằng này, ví dụ thằng này đại diện, thầy tính cho nhanh luôn nè. Em lấy 1 cộng cho 1,1 thì bằng chia cho 2. Chứ không phải ngẫu nhiên nó ra cái số liệu như vậy. Như vậy giá trị đại diện ở đây chỉ là 1,05 này. Còn cái thằng kia 1,1 cộng cho 1,2 bằng chia cho 2. Gì vậy trời? Chia 2 1,15. Đúng không? Tương tự như vậy, 1,2 cộng 1,3 bằng chia cho 2, 1,25. Chắc chắn cái thằng kia sẽ là 1,35 đúng không em? Thằng này sẽ là 1,35 này. Đó. Rồi bây giờ này, thầy làm nhanh này. Bây giờ thầy tính x trung bình của giống A. X A này. Bây giờ A là cái thằng nào? A ở đây thầy khoanh ở đây cho nó dễ nhìn nha. Đây là A này. Còn những thằng không khoanh nghĩa là của thằng B. A thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 8 nhân 1,05 cộng 28 nhân cho 1,15 cộng cho 32 nhân cho 1,25 đúng không? Và đây cộng cho 17 nhân cho 1,35. Ở đây chúng ta chia này. Ở đây chúng ta chia. Tổng cộng là bao nhiêu con? Để biết được bao nhiêu con thì chúng ta lấy 8 cộng 28 này. 8 cộng 28 cộng 32 cộng cho 17 là ra chỗ đây, x trung bình của giống A. Sau đó chúng ta sẽ tính x trung bình của giống B bằng cách lấy ở đây là 13 này. Cảm thấy 13 nhân cho 1,05 giá trị đại diện của nó. 13 nhân 1,05 này cộng cho 14 nhân 1,15 cộng cho 24 nhân cho 1,25 và cộng ở đây cho 14 nhân cho 1,35. Ở đây chúng ta cũng sẽ chia cho lấy 13 cộng 14 cộng 24 cộng 14. Đó, còn cái việc bấm máy tính một phát một ăn ngay là xong. Là xong rồi đó. Em hiểu không? Bây giờ để đi tìm cái trung vị của nó. Cái trung vị nghĩa là Q2. Em hiểu nào? Cái Q2. Như vậy thì tổng số của anh A là bao nhiêu này? Coi thử cộng máy này lại bằng bao nhiêu em. Để chúng ta lấy trung vị. 8 cộng 28 cộng 32 cộng 17 85. Coi thằng B bao nhiêu nha. 13 cộng 14 cộng 24 cộng 14 65 thôi. Cái thằng A, cái thằng nhóm A là N bằng 85 là lẻ. Thì chứng tỏ ở đây chúng ta lấy 85 này em chia 2 ra. 85 chia cho 2 để xác định là nó rơi vào đâu. 42,5 thì nghĩa là ở đây là Q2 này sẽ bằng là x4 mấy, x43. Còn cái nhóm B là thầy nói N chúng ta bằng 65. Từ đó 65 thì chứng tỏ đây thầy chia để các em thấy thôi. Chia 2 bằng 32,5. 32,5 thì chúng ta sẽ lấy nó là bao nhiêu? 33. Nhưng mà cái Q2 này sẽ bằng là x của 33. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia ra để chúng ta lấy. Các em hiểu không? Như vậy ở đây là x1 ra là cái nhóm này là bằng x1 tới x8 nè. Thằng này là mấy? x9 tới x36. Thằng này sẽ là x37 cho tới x68. Đúng chưa? Như vậy thì cái Q2 ở đây nó rơi vào 43 thì nó rơi vào cái nhóm này. Đây. Cái Q2 người ta rơi vào nhóm này nè. Nhóm này nè. Như vậy cái Q2 của chúng ta là bằng x43 thì nó thuộc ở cái nhóm đó chính là 1,2
cho tới 1,3. Rồi bây giờ trên đây chúng ta sẽ xác định được những cái gì. Thứ nhất, N chúng ta sẽ bằng là bao nhiêu? 85 này. NM, NM nghĩa là tần số xuất hiện của nó, của nhóm này, đó chính là bao nhiêu? Đó chính là 32 này. Chúng thấy 32 không? NM là 32, đúng không? Chúng ta hiểu không nhỉ? Hiểu hả? Quá hiểu luôn. Đấy. Rồi, có NM rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính C. C thì chúng ta sẽ lấy mấy này cộng lại, lấy 8 cộng cho 28 này. Lấy 8 cộng cho 28 là bằng 36. UM, UM đây là 1,2. UM cộng 1 là bằng 1,3. Sau đó chúng ta sẽ thế vào công thức. Là ra. Hiểu không? Ta hiểu nè, bây giờ công thức của chúng ta đó chính là UM cộng ở đây n chia mấy, n chia 2 trừ C chia NM nhân ở đây cho gì? UM cộng 1 trừ cho UM. Rồi, thế tất cả số liệu vào đây là xong. Của cái anh A đấy. Thấy chưa? Tương tự như vậy thì chúng ta cũng tính cái trung vị của cái anh B. Anh B thì nó rơi vào là x33. Đó đúng không em? Rơi vào x33 thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem thử là nó rơi vào trong cái nhóm nào. 33 thì ở đây chúng ta thấy này. Đây là 13, 27. Vậy đây, cũng nó cũng rơi vào nhóm này. Cũng 1,2 tới 1,3 đúng không? Nhóm B này. Thì x cái Q2 ở đây là x33 thì nó cũng thuộc ở trong cái nhóm là 1,2 cho tới 1,3 ở đây. Nhưng mà trên đây chúng ta đã có những gì? N chúng ta bằng 65 này. NM chúng ta đây chính là cái tần số của nhóm này, của cái nhóm B là màu cam, đó chính là bằng 24 này. 24. Chúng ta có C. C thì chúng ta sẽ lấy máy này cộng lại, đây lấy 13 cộng cho 14 này. 13 cộng 14 bằng 27 đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tính. Ở đây là có UM là 1,2 và UM cộng 1 là bằng 1,3. Sau đó tất cả chúng ta cũng thế vào trong công thức này là ra. Đấy công thức đấy. Quá đơn giản mà dễ hiểu. Không có gì gọi là phức tạp hết đấy. Thực sự em như vậy. Có điều ấy là nó dài, chứ còn thực sự là nó không có khó. Không có khó một chút nào cả. Chúng ta cứ chia nhóm, nhóm ra x1 cho tới x 85 là chúng ta sẽ thấy nó nằm trong cái phần nào, chúng ta lấy ra hết. Tất cả số liệu đã có sẵn hết. Hiểu chưa các em? Giờ biết cách làm chưa? Thầy sẽ đưa cho các em bài chi tiết, yên tâm đi. Nhưng quan trọng ta phải hiểu cái số liệu này ở đâu ra cái đã. Cái số liệu này trên trời rơi xuống thì đâu có được. Còn ở câu B là hãy ước lượng tứ phương vị thứ nhất, thứ ba thì các em tự làm nha. Thầy sẽ đưa cho các em đáp án ở đây chúng ta làm. Đây, ta có cái bảng tần số ghép lớp như sau này. Giá trị đại diện này, số lượng tần số nó chúng ta ghi ra luôn á. Ta muốn ghi chép thì bấm dừng lại nha. Của giống A này, tứ phân vị này, cái trung vị này, x43 này. Ở trên đây bản thân thầy đã chỉ ra các cái số liệu là đó chính là N, NM, C, UM các kiểu, chúng ta chỉ việc thế số vô thôi. Nên là đây, thầy đã thế sẵn rồi này. Thấy chưa? Đã cho công thức luôn á. Chúng ta phải thuộc công thức này nha. Chứ mà lật qua lật lại, lật qua lật lại là không có được. Hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Xong cái phần đấy đúng không? Tiếp theo này. Như vậy ở đây là Q2, Q1, Q3 là làm của giống A luôn các em nhé. Làm chung luôn đó. Q2, Q1, Q3 đây là của giống A này. Đấy. Còn ở phía dưới này là của thằng giống B riêng nha. Đây là của thằng giống B riêng này. Là làm một phát một luôn đấy. Là từ Q2 tới Q3 luôn. 1, 2, 3 luôn ha. Xong nha.
Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong một clip sau thầy sẽ quay cho em phần bài tập cuối chương này nha, cuối chương 5. Chúc em học tốt, bye bye. Ok.